TikToker xin gây bão dư luận khi công khai người yêu che mặt bằng AI đầy ẩn ý. Thì mới đây một nam diễn viên trẻ lại có ngay thái độ đáng chú ý với nữ TikToker, ganh ghét ra mặt, thậm chí còn chất vấn cả khán giả khiến dân tình xôn xao. Xin, Bùi Thảo Ly là cái tên những ngày qua đang là từ khóa tìm kiếm được xem là viral nhất trên các nền tảng mạng xã hội. Theo đó, nữ TikToker đã gây bão khi bất ngờ đăng một clip lên kênh TikTok có gần 14 triệu người theo dõi của mình, công khai khóa môi bạn trai giấu mặt. Cô đã sử dụng công nghệ AI để hoạt hình hóa gương mặt người yêu. Độ tò mò của netizen đã khiến Xin lập tức bị soi mói, mọi hành tung của cô đã bị lật tẩy. Theo đó, nhân vật đang nằm trong vòng nghi vấn nhất chính là TikToker Ngô Đình Nam, người trước giờ được xem là em trai thân thiết với Xin. Hiện tại, mọi nhất cử nhất động của cặp đôi đều đang bị cộng đồng mạng chú ý. Mới đây, giữa lúc sự ngờ vực đang dần đẩy lên cao độ, thì trên mạng xã hội lại bất ngờ lan truyền đoạn clip quay một nam diễn viên tỏ thái độ ganh tị với Xin trước mặt khán giả. Danh tính người này không ai xa lạ, chính là diễn viên trẻ Him Phạm, người tạo nhiều dấu ấn qua hàng loạt các phim về học đường. Đoạn clip trên được ghi lại tại sự kiện diễn ra ở trường học trong buổi giao lưu đồng hành cùng hãng sữa mà Him Phạm và Xin đồng hành. Sự xuất hiện của hai nhân vật này tại trường học giao lưu cùng các fan học sinh khiến không khí vô cùng sôi động. Về đoạn clip tỏ thái độ ganh tị với Xin, đó chính là lúc Him Phạm giao lưu với các em học sinh đang vây quanh. Điểm chớ trêu là các fan ở đây đều đồng loạt gọi Xin bằng chị, riêng Him Phạm anh bị các fan đôn tuổi gọi bằng chú. Không cam tâm chịu đựng, nam diễn viên ra sức kêu gào mong mọi người gọi bằng anh, nhưng kết quả là bất thành. Đây là chi tiết khiến nhiều người cho rằng Him Phạm bí xị, ganh tị với sự yêu thích dành cho Xin nhiều hơn của các fan nhí. Tuy nhiên, ai cũng hiểu đây chỉ là tình huống vui, việc Him Phạm hiềm khích hay ganh ghét với Xin là điều hoàn toàn không hề có ở đây. Về phía Xin, sự kiện về trường giao lưu này cũng là hoạt động đầu tiên mà cô tham gia ngay sau clip khoe người yêu gây bão trên TikTok. Chính vì thế, sức nóng của Xin tại sự kiện này là vô cùng khủng khiếp. Theo đó, nữ TikToker gốc Lâm Đồng đã bị bao vây từ phía các fan học sinh ở trường học khi nhìn thấy idol TikTok Xin ngay lập tức đã chạy ùa tới, giao lưu cùng Xin. Lọt thỏm giữa biển người, Xin dường như mất dạng, thoi thóp vì quá đông. Thậm chí, một số người khi thấy những hình ảnh này còn lo lắng Xin sẽ phải ngộp thở. Chính chủ nữ TikToker cũng tỏ ra bất ngờ bởi không nghĩ sự xuất hiện của bản thân lại được đón nhận quá nồng nhiệt như trên. Nhờ vào hiệu ứng công khai bạn trai, vì thế Xin xuất hiện ở đâu cũng tạo nên cơn địa chấn. Về chuyện tình cảm, mặc cho dân mạng đang ra sức đồn đoán, đẩy thuyền kịch liệt cho cô với Ngô Đình Nam, thì nữ TikToker vẫn chọn cách im lặng, không lên tiếng xác nhận hay phản đối. Trước đó, cô cùng Ngô Đình Nam đã nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò bởi độ đẹp đôi, tình cảm khăng khít mà cả hai thường xuyên công khai trên mạng. Ngô Đình Nam sinh năm 1999 tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Trước đây anh từng học tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật, nhưng vì đam mê nghệ thuật nên anh quyết định đổi hướng trở thành sinh viên khoa thanh nhạc tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Anh là TikToker trẻ nổi tiếng với những video hát triệu view trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, anh còn gây xôn xao khi tuyên bố lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc và mong muốn trở thành một nghệ sĩ biểu diễn.